Sau một ngày phát hiện đàn heo 7 con dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi tại khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, ngày 10 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú xác nhận tại ấp 8 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú tiếp tục phát hiện thêm 2 đàn heo của 2 hộ dân dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Đó là đàn heo 9 con của ông Lê Văn Duẩn và đàn heo 5 con của ông Nguyễn Tuấn Biết. Được biết, đàn heo của ông Nguyễn Tuấn Biết có dấu hiệu bệnh trước, sau đó nhanh chóng lây lan sang đàn heo của ông Lê Văn Duẩn là hàng xóm sát nhà ông Biết. Mới đầu đến nó ốm thế này, trứng nó như heo mình cho nó chết, phát hiện ra nó chết ấy là mình nó đen, tím đen mà nửa mồm nó học ra máu. Và nước máu ở mồm nó học ra mình mới biết là cái tượng chính là chết, là khác kỳ mà đạt mình bị chết. Trước mình nuôi bao nhiêu năm nay nó chết một con một thế là da nó vẫn trắng kìa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lập, huyện Đồng Phú cho biết, sau khi phát hiện hai hộ có heo dương tính với dịch tả lợn châu Phi, thì Ủy ban nhân dân xã Tân Lập đã chỉ đạo gửi công văn cho các xã giáp danh với địa bàn để nắm tình hình và có biện pháp phòng chống kịp thời. Về bệnh dịch tả châu Phi thì nó không lây lan qua người, nhưng về liên quan tới cái việc lây lan qua mà các là cái bệnh thương khác thì nó là rất nhiều. Cho nên cần có những cái biện pháp đồng bộ. Thứ nhất, khi phát hiện có cái dấu hiệu bệnh lạ phải kịp thời báo ngay cho là Ủy ban nhân dân xã để là cử cán bộ chuyên môn về để mà kiểm tra, và nếu như có cái dấu hiệu như vậy thì có cái biện pháp mà cách ly để đảm bảo bệnh không có lây lan qua là những nơi khác. Hiện Cục Thú y vùng 6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú cùng các địa phương vẫn đang phối hợp chặt chẽ để giám sát, theo dõi diễn biến dịch bệnh, đồng thời thực hiện các bước nhằm khống chế không để dịch lan rộng.